Em Võ Thị Ngọc Trâm. Em Trần Thị Quế. Em Mai Đặng Thảo Uyên. Chúng em là những tuyên truyền viên đến từ đội tuyên truyền măng non huyện Núi Thành. Xin gửi đến ban tổ chức, ban giám khảo, quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa hội thi, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chỉ đạo và dành nhiều nguồn lực cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên, một số vấn đề về trẻ em vẫn còn tồn tại và ngày càng diễn biến phức tạp như xâm hại, bạo lực, lạm dụng sức lao động của trẻ em trên mọi ngành, nghề, lĩnh vực, nhất là những nguy cơ đối với nhóm trẻ em yếu thế. Vâng, thưa toàn thể hội thi, cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin trong thời đại 4.0 hiện nay, thì mạng xã hội cũng là một nơi chứa đựng nhiều nguy cơ tiềm ẩn, khiến thế hệ trẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu như không được quan tâm đúng mức. Và đó cũng là lý do hôm nay chúng em đến đây để tranh luận cùng mọi người về vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Và như chúng ta đã biết, mạng Internet, trong đó bao gồm cả mạng xã hội, là một trong những nhu cầu thiết yếu trong xã hội hiện nay. Nó giúp mọi người kết nối với nhau, nhưng nó mang nguy cơ tiềm ẩn khó lường, nhất là đối với trẻ em. Nhiều trẻ em tiếp xúc với không gian mạng ngay từ khi giai đoạn nhận biết sự vật, học nói. Mạng Internet chứa đựng kho thông tin khổng lồ với rất nhiều kiến thức, nhiều tiện ích hay, đáp ứng nhu cầu của con người, mang đến rất nhiều điều bổ ích cho trẻ em. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những lợi ích của mạng xã hội đối với trẻ em, xem nó đóng vai trò quan trọng như thế nào nhé. Mạng Internet là cầu nối cho tình bạn trong sáng, tốt đẹp. Mạng Internet giúp cho học sinh thuận lợi hơn trong việc học tập. Người học có thể trao đổi trực tuyến, gửi tài liệu bất kể không gian và thời gian. Thật vậy, theo như tài liệu mình nghiên cứu, mạng Internet là một phát minh vô cùng vĩ đại, nhưng nó cũng là một mối nguy cơ to lớn đối với học sinh chúng ta. Bên cạnh những lợi ích của mạng xã hội đối với học sinh, chúng ta còn thấy được những tác hại khôn lường khi lạm dụng nó. Và để biết những gì chúng em trình bày ngày hôm nay có đúng hay không, xin mời tất cả mọi người cùng chú ý những con số cụ thể. Báo cáo được Liên Hợp Quốc công bố vào ngày 4 tháng 9 năm 2019 cũng cho thấy có đến 21% thanh thiếu niên Việt Nam tham gia khảo sát thừa nhận mình là nạn nhân của hiện tượng bắt nạt trên mạng. Gần 75% thanh thiếu niên Việt Nam tham gia khảo sát không biết về các đường dây nóng hay bất cứ dịch vụ hỗ trợ nào khác nếu phải đối mặt với bắt nạt trên mạng. Nghiêm trọng hơn, học theo trò thắt cổ trên YouTube, một bé gái 5 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh đã tử vong. Sự việc gây thương vong xảy ra chỉ cách đây vài ngày đã khiến các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng, hoang mang. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên có trẻ học theo trò trên mạng xã hội gây hại đến bản thân. Và quan trọng hơn, điển hình như mới đây, trong thời gian học sinh nghỉ học vì dịch Covid-19, tổng đài 111 đã nhận rất nhiều phản ánh từ phía phụ huynh rằng những đứa con của họ nhận được tin nhắn mời tham dự cuộc thi về sắc đẹp. Và các em phải gửi hình ảnh khỏa thân hay bán khỏa thân của mình cho những đối tượng xấu này. Như vậy thì chúng ta càng nắm rõ hơn về nguyên nhân khiến con người rơi vào cạm bẫy của mạng Internet. Theo mình, nguyên nhân khách quan chính là sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan chức năng, nhiều kẻ vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng khai thác những trang web xấu. Còn về nguyên nhân chủ quan là do con người thiếu bản lĩnh, thiếu ý chí, thiếu nghị lực, do không được sự quan tâm từ gia đình và xã hội dẫn đến lối sống buông thả. Còn theo mình, trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng là do tác động của cuộc cách mạng công nghệ. Vì thế, vấn đề này cần phải được giải quyết bởi công nghệ. Bạn nói đúng đấy. Trong khi các biện pháp để kiểm soát, ngăn chặn các nội dung xấu trên không gian mạng vẫn chưa được thực hiện một cách triệt để, thì giải pháp duy nhất hiện nay chính là cha mẹ hãy tăng cường quản lý, theo dõi trẻ con trên mọi nền tảng mạng xã hội. Ngoài ra, phụ huynh nên trang bị cho trẻ những kỹ năng tương tác an toàn trên môi trường mạng, chủ động bảo vệ bản thân khỏi những nguy cơ có hại. Song song với việc trang bị kỹ năng cho trẻ, nhiệm vụ của các doanh nghiệp công nghệ thông tin là xây dựng hệ sinh thái dành cho trẻ em lành mạnh, hấp dẫn, thu hút trẻ em để trẻ em tránh xa những nguy cơ xấu trên môi trường mạng. Việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cần cả hệ thống chính trị vào cuộc.
Và theo điều 54 của luật trẻ em năm 2016 đã nêu rõ về trách nhiệm của tất cả mọi người về việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Vì thế chúng ta cần phải chung tay để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Tóm lại, trong thực tế cuộc sống ngày hôm nay, vấn đề bảo vệ trẻ em trên không gian mạng vẫn đang là hiện tượng nhức nhối, đang báo động quý vị ạ. Với cái nhìn và nhận thức của thế hệ măng non, điều chúng em chia sẻ ngày hôm nay chắc chắn chưa trọn vẹn và thấu đáo. Chúng em biết mình còn nhiều thiếu sót, cần được người lớn quan tâm và giúp chúng em hoàn thiện. Vì vậy, trong liên hoan ngày hôm nay, chúng em mong muốn và hy vọng tất cả mọi người hãy cùng chung tay loại bỏ hiện tượng xấu này ra khỏi xã hội. Hãy là một con người thông minh, biết tiếp nhận tinh hoa của công nghệ 4.0 để phục vụ cho cuộc sống của chính mình. Vì một môi trường mạng an toàn, bổ ích. Vì một thế giới trẻ thơ, hồn nhiên, trong sáng. Hãy cùng chung tay bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.